Anh em muốn tìm ngay một giả lập cực ngon, cực nhẹ và cực mượt cho PC và laptop của anh em, truy cập ngay dưới phần mô tả của video này để mà tải ngay cho mình cái phần mềm giả lập cực kỳ nhẹ, cực kỳ mượt, cài đặt cực kỳ nhanh chóng và đơn giản. Click và tải ngay anh em nhé. Call of Duty Warzone hiện tại là con game được nhận định là tồi tệ nhất năm 2022, tồi tệ nhất cuối năm 2022 anh em ạ. Nếu mà anh em đã trải nghiệm cái tựa game này rồi thì chắc chắn sẽ có cái nhận định như thế. Game tải về chơi cực khó chịu luôn. Không cho chỉnh đồ họa. Đấy, không cho chỉnh ngôn ngữ. Không cho chỉnh bất cứ cái đồ họa gì cả. Nó khóa luôn cái phần đồ họa anh em ạ. Đấy, khóa luôn cái phần graphic vào. Và nó sẽ đọc cấu hình máy để mà mặc định đưa ra cái cấu hình đồ họa phù hợp nhất. Và những cái dòng máy với cái chip đầu, ví dụ như con K20 Pro của mình chẳng hạn, đồ họa củ chuối thực sự và chơi giật đến nỗi mà nó mút hết toàn bộ RAM của mình. Nó mút hết toàn bộ RAM máy luôn. Và khi mà chơi cái tựa game này thì phải buộc phải nhá, xóa hết, đấy, tắt hết toàn bộ những cái ứng dụng chạy ngầm đi thì may ra mới chơi được. Nhưng mà chơi được thì nó cũng rất là giật anh em nhá. Rất là may khi mà mình được bạn Dũng Nguyễn inbox cho một cái video để mà review cái con game này. Đến cuối video mình sẽ hướng dẫn anh em cách tải cái tựa game này nhá. Tải cái tựa game này thì cũng khá đơn giản thôi, nhưng mà quan trọng là anh em có chơi được hay không thôi. Máy anh em có chơi được hay không thôi. Máy của anh em có thể chịu được cái cấu hình củ chuối của cái tựa game này hay không thôi. Rất là mong sắp tới những cái bản test tiếp theo con game này sẽ cải tiến hơn một xíu, hay ít nhất là cũng cho chúng ta chỉnh cái đồ họa. Chứ không là thực sự là không thể nào mà nuốt nổi đồ họa con game này. Đấy, không thể nuốt nổi đâu anh em. Khó chịu thực sự luôn. Giật trên trời như kiểu là những cái tựa game nó khủng khiếp lắm anh em ạ. Con game này không biết là khi mà chúng ta chỉnh đồ họa thì nó có ổn hơn hay không. Khi đó thì chúng ta có cần phải thay thế những cái dòng máy khác hay không. Nhưng con K20 Pro của mình không chịu nổi anh em ạ. Thực sự là không thể nào chịu nổi. Call of Duty Warzone là phiên bản Battle Royale của tựa game Call of Duty. Đấy, nó giống Warzone, rất giống Warzone ở trên PC. Rất đỉnh anh em ạ. Nếu mà nó chỉnh đồ họa được thì tuyệt vời luôn anh em nhá. Mỗi tội là nó không cho chỉnh đồ họa nên là máy nó kén lắm anh em nhá. Cực kén luôn. Thời gian tắt test thì mình cũng chưa rõ là bao giờ cả. Nhưng mà nếu mà anh em muốn trải nghiệm thì anh em nên có một con máy nó khỏe một xíu, những con máy cao cao một xíu nha, thì mới nên tải vào chơi chứ không là mất thời gian anh em ạ. Đây là cái phiên bản beta đầu nên là chúng ta cũng nên chấp nhận thôi anh em. Ví dụ như là mà nó ra cái bản chính thức hay là ra những cái bản test để mà chuẩn bị ra bản chính thức ấy, mà nó dở hơi tập bơi như này thì chúng ta mới chê được. Nhưng hiện tại nó là cái bản test nên là chúng ta cũng không đòi hỏi được nhiều. Đấy, bản beta nên là không đòi hỏi được nhiều em nhá. Khi mà chúng ta nhảy dù từ máy bay nhảy xuống anh em. Úi chào ơi. Nó giật tung chảo luôn. Bạn Dũng Nguyễn quay video này là quay với cái chế độ 1080 anh em. Máy của bạn thì rất là khỏe đấy. Vừa chơi vừa quay cái video 1080 nên nó mới gặp cái tình trạng giật như này. Chứ nếu mà không quay video thì chắc là chơi cũng ổn ổn đấy. Nhưng mà máy mạnh như này mà chơi con game nó giật như này thì thực sự là thấy con game này nó củ chuối đấy. Không phải là mang danh của dòng Call of Duty thì chắc chắn là con game này đúng ma nó chơi anh em ạ. Không phải là tên Call of Duty Warzone thì đúng ma nó chơi luôn anh em. Lúc đầu vào game thì chúng ta sẽ phải vào cái hàng chờ, số lượng người chơi khá nhiều. Game thì hiện tại đang beta đầu ở bên thị trường Úc và Philippines thì phải. Mình nhớ không nhầm là như vậy. Nên là cái việc mà anh em tải cái tựa game này cũng khá đơn giản. Anh em có thể là fake IP sang khu vực của Úc, của Australia. Game thì hiện tại cũng có khá là nhiều cái chế độ em nhé. Chế độ chiếm điểm, nó nhiều cái chế độ lắm. Và nổi bật nhất đó là Battle Royale. Battle Royale giật lắm. Bắt buộc là phải chơi cái chế độ chiếm điểm này, chứ không là chúng ta sẽ khó có thể là quay được cái video về con game này. Battle Royale nó nặng cực kỳ luôn. Mình nghĩ là cái bản tiếp theo, bản test tiếp theo hay bản beta tiếp theo và cái bản chính thức thì chắc chắn là nó sẽ có cái phần cài đặt đồ họa. Nhưng mà không biết là khi mà chúng ta chỉnh cái đồ họa về cái FPS hay là giảm cái gì đó đi thì game nó có ổn hay không, chơi nó có mượt như Call of Duty của VNG hay không. Thì chúng ta hãy cùng phải chờ đợi xem thế nào, cũng không nói được cái gì cả.
Bây giờ mà đi chê cái bản beta thì họ cười cho anh em. Người ta chê là cái chê cái bản chính thức, chứ không ai đi chê cái bản beta. Nếu mà anh em muốn chơi game thì anh em nên tạo cho mình một cái tài khoản của cái tựa game này. Ở trong cái phần khi mà chúng ta tải xong game, mở game lên thì nó sẽ có cái giao diện đăng nhập. Và ở dưới thì nó sẽ có cái giao diện đăng ký. Và anh em sẽ đăng ký cho mình một cái tài khoản của Call of Duty Warzone anh em nhé. Khi mà anh em tạo tài khoản thì anh em nên lựa chọn cái region đó là Australia nha. Ở trong cái phần tạo tài khoản website của tựa game này á, thì chúng ta có thể là chọn được cái quốc gia. Đấy, nên chọn ở cái quốc gia Australia cho mình. Lưu ý là khi mà chúng ta login và vào giao diện chính của game thì chúng ta sẽ phải fake IP, có nghĩa là vào giao diện chính khi nào mà chúng ta chơi game thì chúng ta mới tắt cái fake IP đi nhá, chứ còn không là nó sẽ bị lỗi anh em ạ. Trong suốt cái quá trình chơi thì không cần phải fake IP, nhưng mà để mà từ cái giao diện chọn trận đấu ấy, để mà bắt đầu vào trận đấu nhảy dù xuống ấy, thì chúng ta sẽ phải để nguyên cái fake IP Australia cho mình nhá. Rồi ok, và đó là bộ cái video ngày hôm nay trải nghiệm con game Call of Duty Warzone Mobile. Con game hiện tại đang beta đầu ở bên thị trường Australia. Một lần nữa thì rất là cảm ơn bạn Dũng Nguyễn đã hỗ trợ mình quay video về con game này. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn anh tải cái tựa game này trên Android nhé. Để mà tải được Call of Duty Warzone thì chúng ta sẽ truy cập vào cửa hàng Google Play. Sau đó thì anh em sẽ tải cho mình cái phần mềm đó là Kiwi về cho mình. Đấy, Kiwi nha, và anh em hãy lựa chọn cái phần mềm Kiwi với cái logo 2020 chữ trắng nền vàng góc trên cổ tay phải. Đấy, sau đó thì anh em hãy tải cái phần mềm này cho mình. Sau đó thì mở cái phần mềm này lên khi mà anh em tải xong. Ở cái phần location ở phía dưới này thì anh em hãy click vào và chọn cho mình cái quốc gia đó là Australia. Chúng ta chỉ tốn 100 vàng thôi anh em nhé. Click vào kết nối cho mình. Rồi bây giờ thì chờ nó kết nối với IP của Australia và ấn OK để mà hoàn thành xong cái việc kết nối. Rồi đó thì anh em hãy thoát cái ứng dụng này ra. Lưu ý là thoát để chạy ẩn nhá, chứ không phải là anh em tắt hẳn đây đâu. Sau đó thì anh em hãy click vào phần cài đặt này. Sau đó thì anh em hãy kéo lôi xuống phía dưới và ấn vào cái phần tài khoản và đồng bộ. Lựa chọn cho mình thêm tài khoản và anh em click vào cái tài khoản Google. Ở đây thì anh em sẽ thêm cho mình cái tài khoản Google thứ hai, có nghĩa là trước đó thì anh em sẽ phải có một cái tài khoản Google mặc định ở sẵn ở trong máy rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thêm cho mình một cái tài khoản Google thứ hai vào. Ở đây thì em có thể là tạo một cái tài khoản Google mới hoặc là anh em đăng nhập cái tài khoản mà anh em đang có. Quay trở ra màn hình chính và anh em ấn vào cái cửa hàng Google Play và ấn vào phần thông tin ứng dụng, dí nâu vào cái phần cửa hàng Google Play nha. Sau đó thì anh em hãy xóa toàn bộ cái dữ liệu của cửa hàng Google Play đi. Quay trở ra và truy cập vào cửa hàng Google Play. Để mà check xem là hiện tại thì anh em đã fake IP thành công hay chưa thì hãy click vào phần bảng xếp hạng, và nếu mà không thấy các cái tựa game Free Fire hay Liên Quân thì chúng ta đã fake IP thành công. Và bây giờ thì anh em chỉ cần truy cập và tìm cái tựa game Call of Duty Warzone thôi. Lưu ý là những anh em nào mà chưa fake IP thành công nha, thì anh em sẽ click vào cái icon tài khoản Google của anh em góc trên cùng tay phải. Sau đó thì ấn cái mũi tên đi xuống và anh em hãy lựa chọn cái tài khoản Google thứ hai mà anh em vừa đăng nhập vào. Đấy, thì chúng ta sẽ chắc chắn fake IP thành công. Ok, và bây giờ thì tìm Warzone thôi anh em. Call này, Duty Warzone. Đấy, và hiện tại thì con game này đang có ở đây rồi. Game này hiện tại có 100.000 lượt tải xuống, nó mới mở tải xuống vào đêm hôm qua anh em nhé, và hiện tại đã được 100.000 lượt tải xuống rồi. Mà không hiểu là sao hiện tại đang có được đến 4,6 điểm, 4,6 điểm sao em ạ. Khó hiểu ghê nhỉ. Đang có 5 bài đánh giá. Có cũng có vài cái đánh giá 1 sao đấy, con game này mà không đánh giá 1 sao ở cái bản beta này thì cũng chịu rồi. Sau đó thì anh em hãy ấn cài đặt để bắt đầu tải cái tựa game này về máy của anh em nha. Lưu ý là trong quá trình tải thì anh em có thể là tắt cái phần mềm fake IP đi để tải xuống cho nó nhanh hơn.